Và phần cuối của chương trình, chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp các cái chuyên gia trong việc giúp cho chúng ta có thể hạn chế những cái tình trạng khó chịu do những cái cơn đau nửa đầu gây ra bằng một cái bài tập massage giảm đau rất là hiệu quả, đơn giản, mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi và ghi nhớ thông qua những hình ảnh sau đây. Thì đầu tiên thì người bệnh sẽ miết cái vùng trán bằng hai cái ngón tay trỏ. Người bệnh sẽ miết từ từ và với một cái lực thích hợp của người bệnh. Động tác này chúng ta làm từ 3 đến 5 lần. Tiếp theo là người bệnh sẽ dùng cái ngón tay trỏ và ngón tay cái sẽ véo cái cung lông mày của họ từ trong đi ra ngoài và ngược lại. Động tác này chúng ta cũng có thể là làm từ 3 đến 5 lần với một cái lực thích hợp. Động tác tiếp theo là người bệnh sẽ dây và miết cái huyệt thái dương, rồi sau đó miết lên ở cái góc trán gọi là cái huyệt đầu duy, và tiếp tục dây và miết trở xuống cái huyệt thái dương với một cái lực thích hợp. Chúng ta có thể tập trung cái lực ở bên cái vùng phía chúng ta đau nhiều hơn. Bây giờ chúng ta dùng cái ngón tay cái mà chúng ta ấn cái việc ấn đường ở phía cái cung lông mày chúng ta, giữa cung lông mày là cái việc ấn đường. Ấn mạnh ở một cái lực thích hợp của người bệnh, cũng trong vòng từ 30 giây đến 1 phút cho cái việc này. Và cuối cùng là chúng ta dùng hai cái ngón tay cái của chúng ta ấn cái huyệt phong trì ở phía sau gáy của chúng ta. Thì động tác trước tiên thì chúng ta sẽ miết cái vùng trán của người bệnh. Thì dùng hai cái ngón tay cái chúng ta sẽ miết và làm ở cái động tác này là chúng ta làm từ 3 đến 5 lần. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái hai bàn tay chúng ta chập lại để chặt ở vùng đầu, và động tác này thì cái chủ yếu là cái cổ tay của chúng ta. Chúng ta sẽ ấn cái huyệt xuất cốc thì nó nằm ở trên cái vành tay của chúng ta khoảng tức là 3 cm, và chúng ta ấn và dây, dùng cái đầu ngón tay cái chúng ta ấn và dây ở bên phía đầu nửa đầu. Nếu đau bên tay phải thì chúng ta sẽ ấn ở bên tay phải, đau bên tay trái thì chúng ta sẽ ấn bên tay trái. Thì cũng khoảng từ 30 giây đến 1 phút